vừa công khai tình cảm, xin nam phát cơm tó, khiến fan trị tim. Vừa công khai tình cảm cách đây vài hôm, xin thoải mái đăng những nội dung khẳng định bản thân là Hòa đã có chủ. Mới đây trong ngày Valentine trắng, cô nàng lên một chiếc clip biến hình với toàn là trang phục màu trắng. Việc cô nàng xinh đẹp hay đổi cảnh mượt thì vốn không còn xa lạ nữa. Nhưng chiếc caption đầy mùi tình yêu kiểu "anh đợi yêu thay đồ xuống liền" khiến fan bấn loạn. Mò tìm ra Ngô Đình Nam, anh chàng đã chính thức khẳng định mối quan hệ tình cảm của hai người trên một sân khấu sự kiện gần đây. Người yêu em chuyên môn khác ạ, chuyên môn là nhảy. Người yêu em chuyên môn nhảy, vậy bây giờ em hát người yêu nhảy được không? Được không ạ, người yêu em ơi. Quay trở lại với 7749 outfit mà cô nàng xin lựa chọn để đi chơi ngày 14 tháng 3. Ai cần biết kết quả thì chạy sang TikTok của Ngô Đình Nam là biết ngay cô nàng chốt bộ nào. Cả hai còn cùng nhau quay trend chuyên dành cho các cặp đôi nữa chứ. Trời ơi, cứ thế này thì fan đến báo phì bởi vì độ ngọt của cặp đôi mất thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.